Diplomat, Việt Nam lẳng lặng hiện đại hóa quân đội tinh xảo. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Nhật Bản The Diplomat Magazine số tháng 2 năm 2017 vừa có bài phân tích về chính sách đối ngoại đa phương mà Việt Nam đang theo đuổi nhằm xây dựng sự cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. Mặt khác, Việt Nam cũng âm thầm xây dựng một quân đội tinh xảo. Ông Nicholas Chapman, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam tại Đại hội Quốc tế Nhật Bản, ghi nhận một loạt động thái ngoại giao của Việt Nam trong tháng đầu năm 2017, tiếp nối những gì đã thực hiện trong năm 2016. Sự kiện nổi bật trước tiên là chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến 15 tháng 1 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Ông Chapman chú ý đến chi tiết được nhắc lại trong bản thông cáo chung Việt-Trung. Theo đó, hai bên nhất trí kiểm soát tốt bất đồng và giữ gìn hòa bình ổn định ở Biển Đông, cũng như ghi nhận tầm quan trọng của việc giải quyết sự mất cân bằng trong thương mại. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến thăm Việt Nam, mang tính biểu tượng cao. Nhân dịp này, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã mời Tổng thống đắc cử Donald Trump đến thăm Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới. Theo ông Chapman, chắc chắn Việt Nam đã là một trong những điểm nhấn quan trọng của chính sách châu Á của chính quyền ông Obama, với quan hệ song phương Việt-Mỹ ngày càng được củng cố kể từ khi hai nước đã ký kết thỏa thuận đối tác năm 2013. Sự kiện nổi bật khác là chuyến thăm Việt Nam ngày 16 tháng 1 của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, với sự kiện Tokyo thông báo cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra mới và tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ chủ trương tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Chuyên gia Chapman nhận xét, Việt Nam có chiến lược sắp xếp các chuyến thăm ngoại giao. Tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc, Hà Nội cũng đã đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai nước nâng cấp quan hệ lên hạng đối tác chiến lược toàn diện và New Delhi đã quyết định cấp 500 triệu đô la cho Hà Nội để mua thiết bị quốc phòng. Sau đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến thăm Việt Nam và hai bên tái khẳng định những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Ông Nicholas Chapman nhận định, Việt Nam đang thực thi chiến lược ngoại giao cân bằng. The Diplomat còn ghi nhận là song song với các nỗ lực ngoại giao, Việt Nam cũng tiến hành những biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại bất cứ kẻ địch nào manh động xâm phạm chủ quyền và an ninh quốc gia. Ấn Độ đã thông báo đang cân nhắc việc bán tên lửa phòng không cho Việt Nam. Ấn Độ đã trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng và đào tạo nhân sự. Hai bên còn được cho là đang tiến gần đến thỏa thuận bán tên lửa hành trình BrahMos cho Việt Nam. Truyền thông nước ngoài cũng đồn đoán về việc Việt Nam đã triển khai hệ thống pháo phản lực tối tân có độ chính xác cao Extra mua từ Israel tại một số cơ sở ở quần đảo Trường Sa. Hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Việt Nam đã tăng cường củng cố vững chắc cơ sở thuộc chủ quyền của mình. Theo chuyên gia Chapman, rõ ràng Việt Nam đang lẳng lặng hiện đại hóa một cách tinh xảo lực lượng vũ trang của mình. The Diplomat cho rằng, do các yếu tố căng thẳng ở Biển Đông, ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ và sự xích lại gần Trung Quốc của Philippines hàm chứa nhiều điểm khó lường. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Việt Nam sẽ tiếp tục trên con đường đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ ngoại giao, trong khi tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình nhằm đề phòng mọi rủi ro. Buộc phải rút radar nổi, Mỹ lộ khoảng trống chết người nếu bị tập kích tên lửa bất ngờ. Quý vị và các bạn thân mến, trạm radar nổi trên biển SBS sắp đến kỳ phải đi bảo dưỡng. Liệu lực lượng phòng thủ tên lửa Mỹ có đủ khí tài cảnh báo sớm để đánh trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương? Trả lời vấn đề này, đại diện Cục Phòng thủ tên lửa Mỹ MDA cho biết, khi trạm radar nổi trên biển băng sóng X, Seabase X-Band, viết tắt là SBX, buộc phải đưa đi bảo dưỡng vào năm 2020 sẽ không ảnh hưởng tới khả năng phát hiện sớm các mối đe dọa của những đợt tấn công bằng tên lửa của đối phương. Trong một buổi điều trần ở tiểu bang, các lực lượng chiến lược thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, các nhà lập pháp đã đưa ra sự quan ngại rằng đài radar SBS sẽ phải tạm thời đưa ra khỏi biên chế trước khi MDA trang bị một đài radar tầm trung mới để cảnh báo tên lửa ở Hawaii. Trong bản yêu cầu ngân sách năm 2018, MDA đã đề nghị được cấp 21 triệu đô la để bắt đầu triển khai chạy đua nhằm tìm kiếm nhà thầu có năng lực để chế tạo một đài radar mặt đất dự kiến đặt ở Hawaii. MDA có kế hoạch hoàn thành cuộc đấu thầu và trao hợp đồng cung cấp radar cảnh giới ở Thái Bình Dương trong năm 2018 và phải được hoàn thành cơ bản vào năm 2023. SBS là trạm radar mảng pha băng sóng X lớn nhất thế giới, trông như một quả cầu khổng lồ lắp trên dàn khoang di động SBS-1 có thể được đưa tới mọi chiến trường trên khắp thế giới để đảm trách nhiệm vụ chiến đấu cũng như cảnh báo sớm với độ chính xác cao. Cho tới năm 2020, trạm radar này bắt buộc phải đưa lên ủ nổi để tiến hành công tác bảo dưỡng định kỳ.
NDA đã yêu cầu được cấp 130,7 triệu đô la để trang trải một phần cho việc kéo dài thời gian hoạt động của trạm radar này từ 120 ngày lên 330 ngày liên tục ở trên biển, theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Phương Bắc và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Mỹ để bảo vệ lục địa. Hiện nay có những lo ngại rằng trạm radar mới đặt ở Hawaii sẽ không thể đưa vào triển khai đúng hạn vào năm 2023. Vì thế này, vị trí chính xác còn chưa được lựa chọn và cần phải thực hiện một nghiên cứu đánh giá tác động môi trường rất kỹ lưỡng, mà trong lịch sử thì các kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự hay trận địa chiến đấu thường kéo dài hơn so với dự tính. Phó Đô đốc James Searings báo cáo với Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng có thể lùi thời gian đưa trạm radar SBX đi bảo dưỡng thêm một vài năm. Chúng tôi có thể trao đổi với các trắc thủ vận hành cũng như các chỉ huy về việc liệu có rủi ro nào có thể chấp nhận được, và tôi cũng sẽ kiểm tra toàn diện phần thân dưới nước để có được kết luận chính xác nhất về tình trạng của con tàu này, ông Searing nói. Việc quyết định đưa SBX đi bảo dưỡng vào năm 2020 hay muộn hơn còn tùy thuộc vào tiến độ triển khai của trạm radar ở Hawaii cũng như tiến độ triển khai trạm radar cảnh báo tên lửa tầm xa LRDR ở Alaska, ông Searing cho biết, nhưng quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào cấp trên. LRDR là hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo được cho là hiện đại nhất của Mỹ tới thời điểm này. Với các địa điểm triển khai Alaska, California, chúng có khả năng cảnh báo sớm các mối đe dọa bởi các tên lửa đường đạn xuyên lục địa từ Triều Tiên hay Iran. Theo kế hoạch, LRDR sẽ chính thức bắt đầu hoạt động từ năm 2020. Vì thế, cho dù trạm radar SBX trên biển và trạm radar ở Hawaii chưa thể đưa vào trực chiến, thì quần đảo Hawaii và lục địa nước Mỹ vẫn được bảo vệ trước các mối đe dọa tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bởi các hệ thống radar bố trí Alaska và California, cũng như các trạm cảm biến trên vũ trụ, trên biển và trên mặt đất khác. Trạm radar Hawaii không phải được chế tạo để thay thế bất cứ hệ thống nào, mà nó được đưa vào sử dụng để tăng cường thêm một lớp phòng thủ từ xa. Trong khi đó, MDA đang đánh giá 6 hoặc 7 địa điểm ở Hawaii để lựa chọn vị trí đặt đài radar, nhưng chưa chính thức đưa ra nơi thích hợp nhất, theo ông Searing. Trong số đó, trường bắn tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai dường như có thể sẽ được chọn. Bên Hải quân hoàn toàn hiểu rằng sự cần thiết phải có trạm radar này, và chúng tôi đang sát cánh cùng họ để giải quyết bất cứ vấn đề nào có thể phát sinh nếu triển khai ở trường bắn này. Quý vị thính giả thân mến, để những học viên đào tạo lái xe nâng hạng từ bằng C lên bằng FS, trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không Không quân đã dùng đến xe đặc chủng ATC-59G. Trao đổi với báo Phòng không Không quân, Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Đại đội trưởng Đại đội 1, phân hiệu 2 cho biết, hiện tại đơn vị đang huấn luyện thực hành cho 25 học viên nâng hạng từ bằng C lên bằng FS. Đối với bằng C, đơn vị đào tạo trên xe ô tô Zil 131. Đối với bằng FX, đào tạo trên xe đặc chủng ATC-59G, xe xích. Để lái được những chiếc xe này, đơn vị phải huấn luyện cụ thể, bài bản, từ lý thuyết đến thực hành, ưu tiên cho thực hành là chính. Đồng thời lựa chọn những đồng chí giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy để tập trung huấn luyện, đảm bảo khi học viên tốt nghiệp ra trường sẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị chiến đấu. Những chiếc xe xích cồng kềnh nặng nề vậy mà dưới sự điều khiển khéo léo của các học viên đã từ từ lăn bánh dưới chân dốc, rồi tăng ga vọt thẳng lên đỉnh đồi, từ từ đi qua đường vòng hẹp được cắm các cọc tre hai bên theo quy định bài tập, rồi quay về vị trí xuất phát, lần lượt từng học viên thay nhau luyện tập theo bài huấn luyện này. Đại úy Hoàng Xuân Đoán, giáo viên của đơn vị, người có nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện chuyển loại lái xe bằng FX cho biết, đây là bài tập tương đối khó bởi điều khiển được chiếc xe xích qua các địa hình như hố bom, ổ cao, hào sâu, ngầm nguy hiểm, không phải lái xe nào cũng làm được. Để học viên có thể lái xe qua địa hình phức tạp, chúng tôi tập trung hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ, đến địa hình nào đều phải giới thiệu cho học viên nắm chắc địa hình đó, cách thức phương pháp lái xe qua địa hình đó thế nào, rồi giáo viên thực hành lái trước. Cùng với đó là động viên khích lệ để học viên có được bản lãnh, tâm lý tốt, tiếp thu xe và sẵn sàng điều khiển xe qua địa hình phức tạp, Đại úy Hoàng Xuân Đoán cho biết. Theo chia sẻ của Hạ sĩ Khuất Duy Thương, lái xe xích tương đối khó, nó không chỉ nặng, cồng kềnh mà thiết kế cũng khác xe ô tô bình thường. Như cái vô lăng chẳng hạn, nó không như cái vô lăng của xe Zil 131 mà nó giống cái cần điều khiển, phải khéo léo, thuần thục mới điều khiển được. Còn bánh xe là bằng xích nên việc cơ động sẽ chậm và cũng rất khó điều khiển. Mặc dù vậy, các học viên đều rất tự tin điều khiển những chiếc xe xích đi qua những địa hình phức tạp mà không bị phạm quy, không bị giáo viên nhắc nhở. Những khúc cua, hố bom, ổ cao, hào sâu, ngầm nguy hiểm, họ đều vượt qua và hoàn thành bài tập một cách xuất sắc. Trong ảnh là xe ATC-59G của quân đội nước ngoài. 7 loại vũ khí Nga luyện ở Syria đe dọa Mỹ. Các nhà khoa học và chuyên gia quân sự đã liệt kê 7 loại vũ khí của Nga đã qua thử nghiệm trong cuộc chiến tranh ở Syria đang đe dọa Mỹ.
chỉ trong năm 2016, ở Syria, Nga đã tiến hành thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế hơn 200 nguyên mẫu vũ khí mới. Nhờ các cuộc thử nghiệm thực tế này, cho phép Nga khắc phục các nhược điểm và định hướng việc phát triển và hiện đại hóa thiết bị quân sự, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua việc sử dụng các loại vũ khí theo hướng có hiệu quả nhất. Thông tin này được Chủ tịch Ủy ban Khoa học Quân sự, các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Igor Makusev thông báo với hãng tin TASS. Để nâng cao hiệu quả và khả năng làm việc của các loại vũ khí, trang bị quân sự cần thường xuyên tiến hành thu thập và phân tích các kết quả thử nghiệm trên chiến trường, đặc biệt là chiến trường thực tế như Syria, đồng thời kết hợp nâng cao trình độ chuyên môn, thực hành cho các lực lượng quân đội nhờ sự giúp đỡ của các viện và học viện chuyên ngành, ông Makusev cho biết. Đặc biệt chú ý các loại vũ khí mới đang trong giai đoạn thử nghiệm trước khi trang bị cho lực lượng vũ trang hoặc các loại vũ khí đã trang bị nhưng chưa được trải qua thực tế chiến đấu trong các cuộc xung đột quân sự. Nhờ việc tham gia vào chiến dịch quân sự ở Syria, Nga đã thử nghiệm thành công hàng loạt vũ khí mới và khả năng chiến đấu của chúng được kiểm chứng trong điều kiện thực tế không thể tốt hơn. Chúng đã và đang trở thành những lực lượng đảm bảo duy trì thế cân bằng với Mỹ và NATO, thậm chí còn khiến các nước này phải lo lắng. Máy bay tiêm kích đa năng thế hệ thứ 4-2+, Su-35S được phát triển bí mật và tạo địa chấn. Nó không đạt tới máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do không đảm bảo được yêu cầu về khả năng tàng hình và sử dụng hệ thống radar kiểu bằng pha chủ động. Tuy nhiên, một số tính năng khác vượt trội hơn hẳn các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-22 và F-35 của Mỹ. Ví dụ, khả năng cơ động của Su-35S có thể nói là số 1 trên thế giới. Những ưu điểm của Su-35S mang đến cho chúng khả năng cân bằng tuyệt vời khi làm việc ở mặt đất cũng như trên không. Đặc biệt, trong cận chiến, khả năng của nó gần như không một máy bay nào theo kịp với tên lửa R-37 tầm bắn khoảng 300 km. Trong trường hợp phải đối đầu với các đối thủ tàng hình, chúng có thể liên hệ với các máy bay AWACS với bán kính phát hiện mục tiêu tuyệt vời và có dẫn đường tới mục tiêu. Tầm xa của loại tên lửa không đối không trên F-22 của Mỹ chỉ 180 km. Không chỉ khả năng chiến đấu trên không, trên mặt đất nó có khả năng như một máy bay ném bom. Được trang bị tên lửa hành trình KH-59 với đầu tự dẫn hoạt động hiệu quả, có khả năng chống lại hệ thống radar gây nhiễu của đối phương ở khoảng cách 275 km, cho phép máy bay không cần tiếp cận tới gần khu vực nguy hiểm của hệ thống phòng thủ. Ví dụ, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ với bán kính tiêu diệt mục tiêu rất hạn chế dưới 80 km, gần như vô hại đối với Su-35 hoặc các phương tiện chiến đấu, hệ thống phòng thủ của khủng bố. Quân đội Nga cũng đã trình làng khả năng mới của họ ở Syria với loại tên lửa tầm xa không đối mặt KH-101 và phiên bản hiện đại hóa bom hàng không mới KAB-500S. Tên lửa hành trình KH-101 được biên chế trong thành phần lực lượng vũ trang từ năm 2013 và trở thành một trong những vũ khí chính của các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160. Với tầm bắn khoảng 5.500 km và sai số tiêu diệt mục tiêu rất chính xác không quá 5m, khối lượng phần chiến đấu khoảng 100 kg. Độ chính xác tiêu diệt mục tiêu có được nhờ sử dụng hệ thống điều khiển bay kết hợp, hệ thống dẫn đường quán tính sử dụng hiệu chỉnh quang điện cho đầu tự dẫn và các kết cấu cơ học khác. Ngoài ra, hiện nay, Nga đang tiến hành nâng cấp thành phiên bản KH-102 với khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân với công suất khoảng 450 kt. Bom hiệu chỉnh hàng không KAB-500S có khả năng bay cách mặt đất 15 km. Trong trường hợp này, độ chính xác tiêu diệt mục tiêu không quá 7m. Hệ thống dẫn đường đến mục tiêu được thực hiện nhờ hệ thống GLONASS với đầu tự dẫn truyền hình. Chúng đã chứng minh hiệu quả ở Syria khi được trang bị cho Su-24M và Su-34 vào tháng 10 năm 2015. Một quả bom này đã tiêu diệt gần 200 chiến binh IS. Cũng trong chiến dịch này, việc Nga sử dụng tên lửa hành trình Kalib đã gây chấn động cả thế giới. Tên lửa được phóng từ tàu tên lửa nhỏ trên biển Caspian, tiêu diệt chính xác vào vị trí khủng bố IS. Tên lửa đã bay qua lãnh thổ nhiều nước với quãng đường khoảng 1.500 km. Thực tế này khiến các nước phương Tây dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Kalib không phải là một tên lửa mà là dòng tên lửa với nhiều phiên bản khác nhau dành cho các lực lượng khác nhau. Có loại tên lửa được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu gần bờ, có loại dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước. Tên lửa Kalib PL trang bị trên các tàu mặt nước có khả năng tấn công các tàu mặt nước của địch. Tổ hợp pháo phản lực hạng nặng TOS-1A Sonsepec lắp đặt trên xe bánh xích ở Syria thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trên thế giới và các chuyên gia quân sự phương Tây. Một tạp chí chuyên ngành về vũ khí quân sự đã miêu tả khả năng của hệ thống này. Một loạt bắn của hệ thống này có khả năng thiêu cháy hoàn toàn 8 tòa nhà, hình thành khu vực rộng lớn như địa ngục. Rất khó có thể tìm thấy một hệ thống nào đó mạnh hơn hệ thống vũ khí này. Tổ hợp pháo phản lực TOS-1A Sonsepec của Nga
được quân đội Syria triển khai tại tỉnh Latakia để tấn công các tổ chức khủng bố trong những khu vực địa hình đồi núi. Hỏa lực do Nga sản xuất còn nhằm vào lực lượng khủng bố A1, Nusra Front, đồng thời xuất hiện trên cả chiến trường Iraq và gây ra nhiều nỗi sợ khiếp hãi cho các lực lượng khủng bố IS. Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha 4 với bán kính hoạt động khoảng 300 km cho phép chế áp, ngăn chặn và gây nhiễu các vệ tinh do thám, hệ thống radar mặt đất, hệ thống hàng không trên AWACS, các kênh liên lạc và điều khiển và làm mù các phương tiện thông minh của đối phương, cho phép bảo vệ các trang thiết bị quân sự cũng như các vị trí chiến lược quan trọng của Nga. Nó còn có khả năng vô hiệu hóa hệ thống tác chiến điện tử của kẻ thù và đặc biệt ngăn chặn phong tỏa các kênh điều khiển các thiết bị không người lái. Sự xuất hiện của Krasukha 4 khiến các chuyên gia quân sự của Mỹ nhiều lần lên tiếng phàn nàn về việc các phương tiện giám sát và liên lạc của họ hoạt động không ổn định và hay bị mất khả năng làm việc. Đặc biệt xuất hiện nhiều thông tin cho rằng hệ thống Krasukha 4 là thủ phạm khiến 35 tên lửa hành trình của Mỹ mất phương hướng. Hệ thống này đã chế áp và gây nhiễu hệ thống điều khiển TACOM khiến Tomahawk nhận trái đắng ở Syria. Đạn pháo điều khiển Krasnopol có độ chính xác rất cao với cỡ nòng 152mm do cục thiết kế Tula nghiên cứu và sản xuất. Tính năng về tầm xa và độ chính xác tiêu diệt mục tiêu của nó gần như độc nhất trên thế giới. Xác suất tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 25km lên tới 97%, tầm bắn hiệu quả tối đa khoảng 70km. Mục tiêu được chiếu sáng bằng thiết bị DOSA laser khi đạn bay ở giai đoạn cuối, bộ phận tự dẫn của Krasnopol sẽ tìm kiếm nguồn phát xung laser và định hướng bay. Quá trình thay đổi quỹ đạo đường đạn được thực hiện bằng các cánh lái ổn định, xác suất một đạn tự dẫn laser đánh trúng mục tiêu trên 90%. Với công nghệ này, đầu đạn cho phép tiêu diệt các mục tiêu đang chuyển động với tốc độ lên tới 36 km/h. Rõ ràng cho tới lúc này, quyết định tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria của Nga là hoàn toàn chính xác. Nhờ quyết định này, Nga đã và đang lấy lại vị thế và tầm ảnh hưởng của mình. Sức mạnh, khả năng của các loại vũ khí trang bị được chứng minh ở Syria vừa giúp Nga khắc phục các hạn chế của chúng, đồng thời mang lại cho Nga rất nhiều hợp đồng vũ khí có giá trị cao. Các bạn vừa theo dõi video Diplomat, Việt Nam lẳng lặng hiện đại hóa quân đội tinh xảo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.